Thưa quý vị, xác định chuyển đổi số là chìa khóa để tạo sự bứt phá, khôi phục tăng trưởng kinh tế xã hội. Thành phố Đà Nẵng hiện nay đang tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu về chuyển đổi số trong năm 2022. Thực hiện kế hoạch về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2022, đến nay Đà Nẵng đã hoàn thành 7 chỉ tiêu, trong đó nổi bật là 100% dịch vụ hành chính công đủ điều kiện đã triển khai trực tuyến mức 4, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ bản mỗi người dân trưởng thành có một hồ sơ sức khỏe điện tử kết hợp với mã ID duy nhất, xây dựng 3 trung tâm dữ liệu thành phố, v.v. Với việc lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số, hiện thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn triển khai nền tảng công dân số, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng. Mình làm giấy khai sinh cho con mình theo mô hình công nghệ số này, thấy rất là tiện lợi và dễ dàng và không hao phí thời gian bao nhiêu hết. Thứ bảy chủ nhật nghỉ để người dân thuận lợi đi làm công việc đó. Trung tâm điện tử này làm thì rất là dễ mà nhanh mà là dễ khai báo nữa, nên cái này là một trong những cái lợi ích rất lớn và nhân dân khi người ta hiểu rồi ấy, người ta nắm bắt được rồi thì làm việc rất là dễ dàng. Hiện nay, Đà Nẵng còn 13 chỉ tiêu về kinh tế số và xã hội số cần hoàn thành trong năm 2022. Trong đó, khả quan nhất là các chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ trọng công nghiệp ICT trong GRDP, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh. Để hoàn thành các kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân, quận, huyện đang tăng cường giải pháp chuyển đổi số. Hiện 100% các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết chuyển đổi số của ngành địa phương mình trong giai đoạn 2021-2025. Bảo đảm được rằng là các cái mục tiêu chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng góp phần rằng là phát triển cái kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng và rằng là định hướng rằng là cũng theo cái chủ đề của năm là thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố. Vấn đề là quyết tâm thực hiện. Nói thì dễ nhưng mà làm những việc này không phải là dễ, nhất là xây dựng phường điện tử và trước hết là vận động công dân tham gia vào những cái giao dịch trực tuyến ở dịch vụ công mức độ 3-4. Là những độ mức độ này là cái yêu cầu trong giai đoạn tuyên truyền vận động là rất là quan trọng, rất là lớn và phải có cái phương thức hướng dẫn cụ thể hơn. Vừa qua, thành phố Đà Nẵng vinh dự lần thứ 3 liên tiếp đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với sản phẩm nền tảng công dân số thành phố Đà Nẵng. Thành phố cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh trong giai đoạn mới với các tập đoàn công nghệ lớn. Đây đều là những nền tảng quan trọng tạo động lực để Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng hiện đại bền vững.